các bạn, hôm nay nhóm review xin giới thiệu một ứng dụng nho nhỏ của cảm biến siêu âm RF05. Thì đây là cảm biến khoảng cách RF05 này, có các chân VCC này, trigger này, echo, out này, GND này. Đây. Thì, ứng dụng này là sẽ sử dụng bật tự động bật tắt bóng đèn trong cái khoảng cách mà mình đã cài đặt. Thì đây, cảm biến này, mạch điều khiển này, mạch dơ le đóng ngắt này. Thì đây mình xin nói qua về mạch điều khiển. Mạch điều khiển sử dụng nguồn 5V, vi điều khiển Atemega, màn hình LCD để hiển thị khoảng cách, các nút nhấn để reset này, tăng giảm khoảng cách mình cài đặt. Và đây module dơ le. Ở đây mình sử dụng module dơ le 4 kênh, nhưng mà hiện tại là mình sử dụng 2 kênh để check lại với lại check để tự động bật tắt cái bóng đèn DC, nguồn DC và bóng đèn sử dụng nguồn AC này. Thì nói qua về cái module dơ le này, đây ở đầu ra có 3 chân, thì là một chân giữa là chân trung, chân com, và chân này là chân NC. NC thì là khi chưa có tín hiệu thì là nó luôn đóng, và khi có tín hiệu là nó sẽ mở ra và ngắt. Còn NO này là còn chân NO là chân thường mở, thì là khi chưa có tín hiệu kích thì là chân NO là thường mở, không đóng. Còn khi có tín hiệu NO đóng. Đây, bây giờ mình xin check lại bóng đèn LED dùng nguồn DC trước. Đây, nguồn LED đây. Đầu tiên là cắm cảm biến cấp nguồn 5V. Tín hiệu kích lấy từ chân vi điều khiển. Thì ở đây mặc định là khoảng cách là 50cm. Mình sẽ cài đặt nhỏ đi, khoảng 20cm. Rồi. Mình sẽ test với chân NC trước. NC đây. Ban đầu là thường đóng thì LED sáng. Khi có tín hiệu kích này, tín hiệu kích. Đấy. Khi mà bật ở trong khoảng cách mà mình cài đặt, LED sẽ đóng và đồng thời LED tắt. Ra khoảng 20cm trong. Rồi mình sẽ check với chân NO. Chân NO này thì là khi chưa có tín hiệu đèn không sáng, khi có tín hiệu dơ le đóng và đèn đã ngoài khoảng cách này. Trong rồi. Ok, bây giờ mình check với lại bóng đèn sẽ đốt dùng nguồn AC 220V. Thì ở đây là mình kích vào chân thứ hai. Cấp nguồn cho bóng đèn. Khi chưa có tín hiệu, bóng đèn chưa sáng, có tín hiệu đèn sáng ngoài khoảng cách, trong ngoài. Ok, thì cái mạch này có thể ứng dụng tự động bật tắt các bóng đèn ở trong các hộ gia đình. Ở trong video này mình giới thiệu về cảm biến khoảng cách RF05. Các cái video sau thì mình sẽ giới thiệu về một số cảm biến khoảng cách khác mà có cái kết nối rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Và cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm.